Tổng thống Mỹ khuyến cáo Trung Quốc chớ có hiếp đáp các nước nhỏ như Việt Nam hay Philippines trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Lời kêu gọi của ông Barack Obama được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với đài CNN nhân chuyến công du của nhà lãnh đạo Mỹ tới Ấn Độ hồi tuần trước, khi ông trấn an Bắc Kinh chớ nên cảm thấy bị đe dọa bởi mối quan hệ hữu hảo giữa Washington với New Delhi. Tổng thống Obama đưa ra phát biểu này đáp lại phản ứng của Trung Quốc đối với chuyến thăm Ấn lần thứ nhì của ông trong tư cách người đứng đầu nước Mỹ. Bình luận về chuyến công du của ông Obama, truyền thông nhà nước Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ đừng để sập bẫy kẻ thù do phương Tây dàn dựng để ủng hộ chiến lược xoay trục về châu Á của Hoa Kỳ, mà cơ quan ngôn luận chính thức của chính phủ Bắc Kinh cho là nhằm đối trọng với sự trỗi dậy của quốc gia Cộng sản Trung Quốc. Tổng thống Obama nói ông ngạc nhiên khi thấy chính phủ Trung Quốc đưa ra những lời lẽ như vậy. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã nhiều lần nhấn mạnh Hoa Kỳ rất muốn nhìn thấy một sự trỗi dậy ôn hòa của Trung Quốc, nhưng sự phát triển đó không thể là cái giá phải trả của các nước khác. Ông Obama nói, xin trích nguyên văn, Trung Quốc không nên hiếp đáp các nước nhỏ như Việt Nam hay Philippines trong các vấn đề hàng hải, mà nên nỗ lực giải quyết một cách hòa bình theo luật quốc tế. Trung Quốc đã nhiều lần cảnh cáo các quốc gia bên ngoài, bao gồm Ấn Độ và Hoa Kỳ, chớ nên can thiệp vào tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Bắc Kinh với các nước Đông Nam Á, mà nổi bật nhất là với Việt Nam và Philippines.